Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, và chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có cuộc gặp gỡ với các cựu tù chính trị, tù binh chiến tranh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ đang sinh sống tại quận 2, thành phố Hồ Chí Minh, ra thăm thủ đô. Tại cuộc gặp gỡ, các cựu tù chính trị, tù binh chiến tranh đã bày tỏ xúc động được ra thăm thủ đô đúng vào dịp cả nước đang hướng đến kỷ niệm những ngày lễ lớn. Họ là những người đã từng nếm trải sự khốc liệt tại các trung tâm thẩm vấn, nhà tù lớn nhỏ như Thủ Đức, Chí Hòa, Côn Đảo, Phú Quốc. Chỉ bằng niềm tin vào Đảng, Bác Hồ và lòng căm thù giặc, họ đã biến chế độ lao tù thành môi trường rèn luyện, nơi trau dồi bản lĩnh, phẩm chất cách mạng. Các cựu tù khẳng định với Chủ tịch nước, cuộc sống hôm nay dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng luôn giữ trọn phẩm chất và khí tiết của người Cộng sản. Chia sẻ với các cựu tù về những kỷ niệm lao tù và tình cảm dành cho Bác Hồ kính yêu, Chủ tịch nước khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn làm hết sức mình để đền đáp công lao, sự hy sinh của thế hệ đi trước. Thông báo một số nét chính về tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay, Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đang nỗ lực lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi nghị quyết Trung ương 4. Để làm được điều đó, cần sự góp sức của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, trong đó có sự đóng góp của chính cựu tù chính trị, cựu tù binh quận 2 nói riêng và các đồng chí cách mạng lão thành cả nước nói chung. Chủ tịch nước mong muốn, với kinh nghiệm quý báu, sự đoàn kết và lòng trung thành tuyệt đối với lý tưởng, mỗi đồng chí cựu tù chính trị, cựu tù binh sẽ là một hạt nhân giáo dục truyền thống, truyền tiếp ngọn lửa cách mạng cho ngày hôm nay, tùy theo sức của mình, hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị quan trọng đang được triển khai. Qua đó, tiếp tục đóng góp vào sự vững mạnh của chi bộ, đoàn thể và cộng đồng.